Luyện tập thói quen mỗi ngày để có vóc dáng đẹp. Một vóc dáng đẹp, thon gọn là lợi thế của phái đẹp trong cả công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, với sự hấp dẫn của nền ẩm thực hiện nay mà nhiều chị em không kiểm soát được thói quen ăn uống, sinh hoạt dẫn tới thừa cân, béo phì. Ngay lúc này, nếu bạn mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn, đừng bỏ qua thói quen sinh hoạt khoa học giúp vóc dáng hoàn hảo như mong muốn ngay sau đây. Ăn nhiều chất đạm trong bữa sáng. Trái với suy đoán của nhiều người cho rằng ăn sáng quá no có thể làm cơ thể tích mỡ, béo lên, những người được khảo sát cho rằng họ ăn khá nhiều đạm trong bữa sáng. Một vài quả trứng rán, một miếng thịt bò bít tết, sữa tươi là những đồ ăn quen thuộc của những người ưa vận động. Bữa sáng cung cấp đủ chất dinh dưỡng sẽ khiến bạn cảm thấy sung mãn cả ngày. Thường xuyên kiểm tra cân nặng. Thói quen kiểm tra cân nặng mỗi ngày giúp bạn kiểm soát trọng lượng cơ thể và lượng thức ăn nạp vào trong mỗi bữa ăn. Theo tiến sĩ Megan Buchin, một trong các nhà nghiên cứu của trường đại học Bristol, việc thường xuyên kiểm tra cân nặng có thể giúp bạn kiểm soát hành vi ăn uống tốt hơn. Khi cảm thấy mình nặng nề hơn một chút, bạn sẽ có nhu cầu giảm bớt khẩu phần ăn, hạn chế ăn vặt và tích cực vận động hơn một chút. Theo chuyên gia y tế Holly Wyatt thuộc Đại học Colorado Anschutz cho biết, thời điểm phản ánh chính xác cân nặng thực tế của cơ thể là vào buổi sáng, sau khi bàng quang đã trống và trước khi ăn sáng hay tập thể dục. Khi kiểm tra trọng lượng, lưu ý đặt cân trên bề mặt cứng và phẳng, đứng hai chân cân đối với trọng tâm của cân. Tâm lý thoải mái khi bước lên cân cũng là một yếu tố quan trọng để có được kết quả chính xác nhất. Bữa trưa giàu xơ. Chất xơ là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh và được xem là phương pháp hiệu quả cho việc phòng ngừa cũng như điều trị chứng táo bón. Ngoài ra, các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ như trái cây, rau quả, lúa mì còn mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ khác cho cơ thể, như giúp ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường, ngừa tăng cân và một số bệnh ung thư, đồng thời cũng tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Có hai loại chất xơ khác nhau, loại hòa tan và không hòa tan. Mỗi loại đều có thể giúp cơ thể của bạn phát triển theo những cách khác nhau. Chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan có thể được tiêu hóa bởi cơ thể của bạn và giúp giảm lượng cholesterol trong máu. Nếu bị táo bón, bạn nên tăng nguồn hòa tan nạp vào cơ thể, chẳng hạn như trái cây và rau quả, yến mạch và hạt lanh vàng. Chất xơ hòa tan còn có trong lúa mạch và lúa mạch đen, các loại trái cây như chuối và táo, các loại rau củ như cà rốt và khoai tây. Chất xơ không hòa tan. Loại này không thể hòa tan, cũng không thể tiêu hóa. Nó đi qua đường ruột của bạn mà không bị tan ra và giúp các thực phẩm khác di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng hơn. Chúng còn giúp ruột khỏe mạnh và giúp ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa. Nguồn chất xơ không hòa tan tốt cho bạn bao gồm bánh mì, cám, ngũ cốc, các loại hạt và hạt giống, trừ hạt lanh vàng. Ăn các loại thực phẩm trên sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cân dễ dàng hơn. Nếu bạn cần tăng lượng chất này trong chế độ ăn uống, chỉ nên tăng dần dần. Uống nhiều nước. Nước là thành phần không thể thiếu của cuộc sống và quá trình làm đẹp tự nhiên của phụ nữ. Uống nhiều nước trong ngày giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thải độc của cơ thể, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da, gìn giữ làn da tươi trẻ. Nếu bạn thuộc tuýp lười uống nước, hãy sáng tạo một loại cocktail hoặc detox cho riêng bạn với một miếng trái cây tươi hoặc bổ sung một ít chanh tươi vào nước lọc. Vị trái cây chua chua giúp bạn cảm thấy thích thú hơn khi uống nước. Ăn tối trước 8 giờ. Theo Bold Sky, bạn nên ăn tối sớm để thức ăn có thể tiêu hóa hết trước khi đi ngủ. Nghiên cứu cho thấy rằng ăn tối muộn là một trong những nguyên nhân gây béo phì bởi năng lượng được nạp vào cơ thể sẽ có ít nhất là 3 giờ đồng hồ. Sau bữa tối, bạn nên vận động nhẹ nhàng như dạo phố, đi bộ hay dọn dẹp một số công việc nhà để thúc đẩy quá trình tiêu hóa và sự trao đổi chất. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng lớn được thu nạp vào buổi tối cũng sẽ khiến lượng cholesterol trong máu tăng lên, tích tụ, gây tắc nghẽn, xơ vữa động mạch, ảnh hưởng đến tim mạch. Do đó, các chuyên gia khuyên bạn nên chia nhỏ bữa ăn và ăn tối trước 8 giờ. Ngủ đủ chất. Giấc ngủ là phần quan trọng để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc. Người trưởng thành cần ngủ 6 đến 8 tiếng một ngày. Trong khi đó, thời gian ngủ của trẻ em và thanh thiếu niên sẽ nhiều hơn là 10 đến 12 tiếng. Trong giấc ngủ, não sẽ tiết chất leptin, chất có nhiệm vụ thông báo khi nào cơ thể tích đủ mỡ. Thiếu ngủ sẽ làm hàm lượng này suy giảm, gây kích thích cảm giác thèm ăn không kiểm soát.
bạn sẽ ăn vặt nhiều hơn những người ngủ đủ giấc. Nấu ăn ở nhà. Thay vì ăn ngoài tiệm, bạn hãy tự nấu ăn để kiểm soát sự tươi ngon, đảm bảo chất lượng thực phẩm và khống chế lượng đường, bột ngọt, những gia vị không tốt trong bữa ăn của mình. Từ đó, nấu ăn ở nhà là cách giảm cân hiệu quả và an toàn nhất. Có nhiều người có suy nghĩ giữ eo thon là phải tập luyện khổ cực và ăn uống kiêng khem vất vả. Bởi suy nghĩ ấy mà nhiều người cảm thấy khó khăn quá nên bỏ cuộc và nản trí. Bí quyết giảm cân hiệu quả nhất ở đây đó là rèn luyện những thói quen tốt. Bạn đã có hơn 50% thành công trong việc giữ gìn vóc dáng của mình rồi đấy nhé. Bạn biết gì chưa? Một thương hiệu mỹ phẩm đang được giới nghệ sĩ Việt vô cùng ưa chuộng. Hàng loạt diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, diễn viên Thanh Hương, Băng Di, Quỳnh Cùn, Angela Phương Trình cùng hơn 80.000 khách hàng đang sử dụng sản phẩm mỗi ngày. Sản phẩm giúp trẻ hóa và tái tạo làn da, phục hồi da tổn thương do hóa chất, làm sạch lỗ chân lông, căng da mặt, giải quyết tận gốc mụn, nám, tàn nhang, sạm da cùng với nhiều ưu điểm vượt trội. Liệu đây có phải là sản phẩm bạn đang tìm kiếm mỗi ngày? Detox Blank cho da trắng hồng, rạng rỡ. Cảnh báo, sản phẩm quá hot nên đang bị làm giả rất nhiều. Để mua Detox Blank chính hãng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại Shop Khởi Nghiệp. Địa chỉ 40/23 Bào Cát 2, phường 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi đặc biệt mua một combo tặng một sữa rửa mặt, free ship toàn quốc chỉ trong tháng này. Thoải mái check tem điện tử và mã QR hóa đơn trước khi nhận hàng. Gọi ngay số điện thoại 0902-441-339, 0962-69-6939 hoặc truy cập website www.shopkhoinghiep.com để được tư vấn và mua hàng chính hãng.